mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xe recycle của xe đạp thông minh của Xiaomi nha. Chiếc xe này có trọng lượng khoảng 14,5 kg. Bật khóa lên, có một bút chốt ngang qua để giữ khóa lại ha. Đây là khóa yên. Phải tháo cái pin này ra rồi mình mới phải gắn cục pin vô được. Rồi, lưu ý nha, cái xe này nó không có chân chống nha các bạn, nên là cũng hơi khó dựng. Đây là pin. Mình có thể nâng hạ theo cái chiều cao mình thích. Cái này là bộ sạc cho xe ha. Kèm thì nó có hai cái chân. Đây có hướng dẫn chiều bên trái và bên phải ha. Theo chiều kim đồng hồ. Rồi mình lắp vô. Bên phải cũng vậy. Rồi, ok. Tay cầm mình cũng phải dặn giúp tôi. Dặn rồi, được rồi. Chiếc xe hoàn chỉnh. Đây là chiếc xe hoàn chỉnh sau khi gắn xong.